Người hãy chủ phòng chống dịch Tối 18 tháng 7, Bộ Y tế cho biết cả nước có thêm 2.828 ca COVID-19, trong đó có 2.310 ca trong nước tại 26 tỉnh thành. Như vậy, trong 24 giờ qua, thành phố Hồ Chí Minh có đến 4.692 ca trong tổng số 5.926 ca trong nước, số ca cao nhất từ trước đến nay. Theo Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 19 giờ 30 ngày 18 tháng 7, cả nước có 2.828 ca mắc mới, bệnh nhân 51.003 đến 53.830, trong đó có 21 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.807 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày có 355 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi từ đầu mùa dịch là 10.667 ca. Bộ Y tế vừa cho biết ghi nhận thêm 29 ca tử vong từ ngày 4 đến 17 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bắc Giang và Hà Nội, trong đó có 20 ca tại thành phố Hồ Chí Minh. Với thông báo này, tính đến 18 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận 254 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó có 219 ca trong đợt dịch này từ 27 tháng 4 đến nay, hơn 2 phần 3 trong số này ở thành phố Hồ Chí Minh.